đã đến với kênh YouTube của Học Giải, chương trình giải toán bằng máy tính cầm tay Casio, giải nhanh trắc nghiệm môn toán kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Buổi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyên đề nguyên hàm và tích phân, làm cách nào để công phá được nguyên hàm và tích phân. Việc đầu tiên mình muốn nói với các bạn rằng là các bạn phải học chắc phần kiến thức về lý thuyết về phần nguyên hàm và tích phân, các dạng nguyên hàm cơ bản. Khi các bạn học được các dạng về nguyên hàm cơ bản rồi, các bạn làm được cái việc đấy rồi, thì các bạn sẽ làm một cái tích phân này cực kỳ là dễ dàng. Vì sao mình lại nói như vậy? Cái nguyên hàm này thực chất nó là một cái tích phân bất định. Thực chất nó là cái tích phân bất định. Vì sao lại như thế? Vì khi các bạn tính toán một hồi, nó sẽ ra được một cái hàm số nào đó, và bao giờ các bạn cũng phải cộng thêm một cái hàng số C đằng sau. Cái hàng số C đấy là gì? Không biết là các thầy cô ở trên lớp có nói với các bạn hay không, thì cái hàng số C đấy, khi C nó thay đổi, mỗi lần C thay đổi thì các bạn thấy nó sẽ ra được một cái hàm khác, đúng nào? Chính vì vậy người ta gọi là bất định. Thế còn cái tích phân này nó là gì? Tích phân này thực chất nó là một cái tích phân xác định. Khi lắp cận vào, cận dưới và cận trên vào, thì các bạn thấy nó sẽ ra được một kết quả của nó, sẽ là một con số nào đó, đúng nào? Nó khác với cái phần nguyên hàm là nó ra một hàm, được chưa nào? Chính vì vậy các bạn cần nắm chắc cho mình cái kiến thức về nguyên hàm. Và mình cũng đã có hai cái video ở ở trên mạng là nói về cái phần nguyên hàm và tích phân này rồi. Các bạn nào mà còn đang yếu về cái phần này thì các bạn có thể quay lại cái video đó các bạn xem. Khi các bạn đã hiểu rõ về cái phần đấy rồi thì các bạn vào cái phần trắc nghiệm này, các bạn cũng làm nó một cách nó đơn giản thôi, nó không có gì khó khăn cả. Máy tính chỉ là cái công cụ để các bạn làm cái mà giải quyết cái bài toán đấy nó một cách nhanh hơn thôi. Nhưng nhiều khi bạn bạn sẽ thấy rằng là dùng máy tính này đối với những cái hàm mà nó khó, thì các bạn thấy rằng máy tính này nó sẽ báo lỗi và nó không giải được, hoặc có giải được thì nó cũng sẽ rất là lâu. Cái lúc đấy thì các bạn cần phải vận dụng cái kiến thức của các bạn đã đọc đã học ở trong cái phần nguyên hàm và tích phân vào để giải. Phần đầu tiên mình giới thiệu với các bạn đấy là cái phần nguyên hàm. Thì bây giờ theo cái chương trình chung của Bộ Giáo dục ấy, mình nghĩ rằng là tại thời điểm này ngày 14 tháng 11 này rồi, thì các bạn ở trên lớp các bạn chưa học cái phần nguyên hàm. Tuy nhiên các bạn đi học thêm ở các lò luyện thi thì mình nghĩ rằng cái phần nguyên hàm này các bạn đã học qua rồi. Có khi các bạn học đến cả cái trường số phức rồi cũng nên. Thế thì mình vẫn đối với các bạn mà chưa học thì không vấn đề gì, các bạn cứ nhìn vào đây. Còn đối với các bạn mà đã học rồi thì các bạn cũng nhìn vào đây, các bạn xem mình nói này nó có đúng hay không. Nếu nếu sai thì các bạn comment cho mình ở bên dưới để mình sửa và để hoàn thiện trong những cái video tiếp theo. Cái kiến thức chung mà các bạn cần nhớ trong cái phần nguyên hàm này này, nếu như mình có một cái hàm y bằng fx này, một cái hàm y bằng fx, đây mình viết xuống dưới này, mình có một cái hàm y bằng fx chẳng hạn, fx giả thiết mình có cái hàm y bằng fx này, thì người ta định nghĩa cái nguyên hàm là như nào? Thì các bạn nhìn cái dấu này này, cái dấu này là dấu nguyên hàm. Người ta định nghĩa này, nguyên hàm của fx dx bằng một cái hàm f lớn x, được chưa nào, cộng thêm một cái hàng số c. C này các bạn nhớ là hàng số, và cái mỗi lần cái c này các bạn cứ thấy c này nó thay đổi thì cái fx cộng c này nó sẽ ra được một cái giá trị khác, đúng nào, một cái hàm khác. Nó không hoàn toàn là đúng cái ban đầu. Thì lúc này các bạn thấy rằng cái fx này này nó được gọi là một nguyên hàm của cái hàm fx. Bạn nhớ như vậy. Vậy trong khi mà nói như vậy ấy, thì bài toán nó sẽ cho ra hai cái trường hợp. Một là cái trường hợp nó bảo là nguyên hàm của fx là gì? Nguyên hàm của fx này là gì, thì bao giờ cái kết quả các bạn thấy bao giờ người ta cũng sẽ cộng thêm một cái hàng số c. Còn người ta bảo là một nguyên hàm của fx là gì, thì các bạn thấy một nguyên hàm của fx thì nó chỉ có cái phần f lớn x này thôi này, còn cái c này nó sẽ không có đấy. Thì các bạn để ý thế cho mình nhé. Thì cái định nghĩa trong sách giáo khoa họ nói, không biết bây giờ họ còn nói như thế không, sách cải cách bây giờ nói như nào, thì cái fx này là một, các bạn nhìn này, fx này là một nguyên hàm của fx khi nào, khi cái đạo hàm của fx này bằng đạo hàm của fx này bằng cái hàm fx f nhỏ x. Bạn để ý như vậy cho mình. Và cái này chính là cái điểm mấu chốt để các bạn giải các bài toán về nguyên hàm. Các bạn sử dụng máy tính Casio này, các bạn giải một kết quả nó chính xác nhất. Đấy, cái việc đầu tiên, kiến thức chung các bạn nhớ cho mình cái phần này. Nó chỉ có như vậy thôi.
Còn các dạng về nguyên hàm thì bây giờ ở đây mình không nói nữa, bởi vì là mình đã nói rất là kỹ, mình nói rất là kỹ trong cái video thứ nhất và video thứ hai rồi, mình ứng dụng vào giải cái phần tích phân luôn. Các bạn nào mà giải được tất cả các dạng về tích phân thì có nghĩa các bạn sẽ làm được nguyên hàm. Nhưng nếu các bạn chỉ làm nguyên hàm không thì chưa chắc các bạn đã giải được cái bài toán về tích phân. Đấy, mình nói có thể chốt lại một câu như vậy. Để ta sang cái bài bài tập vận dụng. Cái phương pháp làm ở đây thì mình không nêu cái phương pháp ở ở đây chung cho bất kỳ cái bài toán nào cả. Tuy nhiên thì bạn sẽ thấy rằng là đối với các bài toán nguyên hàm và tích phân, nguyên hàm nói riêng nhé, và cả tích phân nói chung ấy, thì bạn sẽ thấy nó cũng không có gì là khó khăn cả, bởi vì khi bạn có cái máy tính như này rồi thì tất cả mọi việc nó trở thành nó rất là đơn giản, nó không khó như cái phần mà các bạn giải phần tự luận, tích phân tự luận nữa. Nhưng mà nói đi thì nói lại vẫn vẫn thấy rằng là nếu các bạn để ý đề thi Trung học phổ thông quốc gia của năm vừa rồi và các kỳ thi ba chung của những cách đây vài năm trở về trước ấy, thì cái phần tích phân nó khá là dễ, không có gì khó. Nhưng mà mình thấy các bạn học sinh bạn nào cũng kêu ca rất là nhiều về cái phần nguyên hàm và tích phân này, nó rất là khó. Khó là vì bởi vì nó có nhiều dạng. Khi các bạn đã kinh qua các dạng đấy rồi thì gặp cái bài nào các bạn có thể là triệt phá nó một cách bình thường thôi, không có gì cả. Rồi bây giờ mình nói chuyển vào cái ví dụ đầu tiên. Ví dụ thứ nhất, người ta bảo là một nguyên hàm của cái hàm này 2x trừ 1 nhân em mũ 1 trên x là các đáp án như này. Đấy, thì đối với một bài như này thì các bạn thấy người ta bảo một nguyên hàm thì có nghĩa nó sẽ không có cái hàng số c đằng sau. Các bạn để ý thế cho mình nhé, tránh cái trường hợp là bộ giáo dục sẽ các thầy sẽ ra những cái đề mà hơi lừa các bạn một chút. Các bạn lại nhìn thấy cái đáp án đấy, thấy nó gần đúng rồi, các bạn tích ngay nó là đúng, thì cuối cùng vớ vẩn là các bạn lại trở thành sai. Bởi vì nếu một nguyên hàm này mà các thầy mà cho thêm cộng thêm c nữa thì cái đáp án đấy chưa chắc là đã đúng. Các bạn để ý thế cho mình. Vậy bây giờ để giải cái bài này như nào thì các bạn thấy rằng như nãy mình vừa định nghĩa, nếu như cái f lớn x này này là một nguyên hàm của cái hàm f nhỏ x này, thì đạo hàm của f lớn x này nó sẽ phải bằng là cái hàm f nhỏ x này ở trong cái giống nguyên hàm này. Các bạn để ý thế cho mình. Vậy thì theo cái tư tưởng đấy thì bây giờ mình giải quyết cái bài này có nghĩa là gì? Một nguyên hàm của cái hàm này thì nó là cái này, đúng không các bạn? Như vậy thì các bạn thấy rằng là những cái đáp án này này nó chính là cái dạng f lớn này của các bạn, đúng nào? Nó chính là cái dạng f lớn. Khi các bạn hiểu như thế rồi thì bây giờ mình làm như nào? Thì các bạn thấy rằng là các bạn cứ lấy cái f lớn x này, các bạn lấy nhá, các bạn đạo hàm của cái thằng f lớn x này, được chưa nào? Các bạn trừ đi cái fx này, bởi vì đạo hàm của f lớn x này bằng fx, thì các bạn lấy này, ví dụ đây mình viết sang đây luôn nhá, cho các bạn dễ dễ nhìn này. Ở đây sẽ là đạo hàm của hàm fx, đạo hàm của fx, bây giờ mình trừ đi cái hàm f nhỏ x bằng không, đúng không? Thì các bạn để ý cái tư tưởng của cái phương pháp làm là như vậy. Mình sẽ lấy đạo hàm của cái hàm f lớn x này, mình trừ đi fx thì nó sẽ bằng không. Đương nhiên ở đây mình sẽ viết hơi thiếu một chút ở chỗ này, bởi vì khi nguyên hàm ra thì nó là một hàm mà. Thì các bạn lúc này các bạn thấy rằng là mình lấy đạo hàm của hàm f lớn x trừ đi f nhỏ x tại một cái giá trị x bằng bao nhiêu đấy, vì mình cho x bằng x0 chẳng hạn. Nó bằng một cái x0 nào đó. Đấy, ví dụ như này. Thì các bạn thấy tại cái giá trị x0 nào đó thì khi các bạn trừ cái hiệu, các bạn xét cái hiệu này mà nó bằng 0 thì có nghĩa là cái đáp án ấy sẽ là đáp án đúng, đúng nào? Thì khi cái tư tưởng của cái cách giải này như này rồi thì mình sẽ làm xem như nào. Thì bạn thấy rằng là đạo hàm của các hàm này nó sẽ bằng cái thằng này, đúng không? Vậy thì một trong bốn cái đáp án này cái nào là đạo hàm của nó thì sẽ ra là cái này. Thì cái này mình nghĩ rằng bạn nào mà chắc cái phần đạo hàm thì các bạn cũng không cần sử dụng máy tính, các bạn cũng có thể ra được. Thế tuy nhiên ở đây là cái phương pháp mà sử dụng máy tính, thì vậy bây giờ mình làm như nào? Thì việc đầu tiên các bạn tính cho mình như này, các bạn gắn một cái giá trị x bất kỳ đi, các bạn gắn một cái giá trị x bất kỳ thì các bạn nhìn vào đây nhé. Đơn giản nhất các bạn thấy x ở đây không thể bằng không được, đúng không nào? Đơn giản nhất thì các bạn lấy là gì? Cho x bằng 1, đúng không nào? X bằng 1 thì lúc này e mũ 1 trên 1 này này thì nó bằng e rồi,
x bằng 1 thì 2 nhân 1 bằng 2 trừ 1 đấy bằng 1, đúng nào? 1 nhân e thì bằng e. Vậy thì và các bạn thấy rằng là với cái x đây nhá, mình viết xuống dưới này. Với cái x mà bằng 1 đấy. X bằng 1. Với x bằng 1 thì các bạn thấy rằng là cái biểu thức này này. Biểu thức này nó sẽ bằng e như mình vừa nói xong, đúng không nào? Bằng e. Hoặc bạn nào mà không tin thì các bạn nhập vào thôi, các bạn nhập máy tính các bạn tính thôi, đúng không nào? Còn nếu không thì thôi, không vấn đề gì cả. Rồi thế thì bây giờ các bạn sẽ lấy đạo hàm của những cái bạn sẽ lấy đạo hàm của những cái kết quả này, các bạn trừ đi cái e này này, được chưa nào? Các bạn trừ đi cái e xem cái thằng nào, đương nhiên là tại cái x gì cũng sẽ phải bằng 1 nhé, bởi vì là nó phải cùng cùng cái giá trị thì nó mới ra được kết quả, đúng không nào? Tại cái x bằng 1 thì cái nào mà nó trừ nhau mà nó xấp xỉ bằng 0 thì nó đấy là chính là cái kết quả của bài toán, đúng không nào? Vậy thì lúc này mình sẽ dùng đạo hàm. Các bạn ấn dấu đạo hàm thôi. Thế thế nào? Bây giờ mình đáp án A trước, kiểm tra đáp án A trước này. Thì ở đây sẽ là alpha x nhân với e mũ gì? E mũ 1 trên x, đúng không nào? 1 trên x. Đây, các bạn bấm dấu chia cũng được nhé. Mình quen bấm theo kiểu như này là chậm chậm rồi nên là đấy. Được chưa? Thì bây giờ chỗ này các bạn gắn x ở đây sẽ bằng bằng 1, được chưa nào? X bằng 1 thì các bạn xem là nó các bạn trừ luôn đi. Trừ luôn cái giá trị e đi để khỏi phải suy nghĩ nhiều. Trừ đi cái giá trị e, alpha e, được chưa nào? Nếu như cái hiệu này này mà nó xấp xỉ bằng 0. Nó xấp xỉ bằng 0 thì có nghĩa là cái kết quả A này là tất cả đúng. Còn nếu như mà nó không bằng 0 thì A này là đáp án sai, đúng không nào? Xem nào, đáp án nào. Đấy, trừ bằng trừ 27, các bạn thấy nó lớn quá, đúng không nào? Vậy A này nó sẽ là đáp án sai. Sai thì bây giờ mình loại đi. Sai. Bây giờ mình kiểm tra đáp án B. Đáp án B thì các bạn tận dụng cái thời gian để các bạn làm cái này nhé. Bởi vì lúc này nó sẽ vẫn có e mũ 1 trên x, đúng không nào? Và lúc này các bạn chỉ có nhân thêm cái x bình trừ 1 thôi. Thì các bạn đóng mở ngoặc ở chỗ này thôi, đóng mở ngoặc ở đây này, x bình phương trừ đi 1, sau đó các bạn đóng ngoặc lại thì nhân với e mũ 1 trên x ở đây, đúng chưa nào? Được chưa nào? Thì bây giờ các bạn bấm kết quả bằng đấy nó bằng 2,7. Vậy thì đáp án B này vẫn là đáp án sai. B này vẫn là đáp án sai. Bây giờ mình xét cái đáp án C. Đáp án C thì nó vẫn có chứa e mũ 1 trên x này này, được chưa nào? Nhưng ở đây sẽ có x bình, đúng nào? Vậy bây giờ mình xóa bớt cái chỗ này đi. Đấy, mình lười thì mình bấm lấy cho nó nhanh. Xóa này đi. Xóa. Được chưa nào? Xóa cái này đi, bây giờ mình bấm bằng. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đây nó bằng là 1,239 nhân 10 mũ trừ 11. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó bằng một cái số rất là nhỏ và nó cận với số 0, xấp xỉ bằng 0. Có nghĩa là 0,000 11 số. 11 số 0 xong rồi đến số 1,239. Đấy các bạn thấy nó xấp xỉ bằng 0. Thế tại sao cộng trừ nó không bằng 0 được? Bởi vì bạn thấy rằng là cái e này nó là một số thập phân vô hạn tuần hoàn, đúng không? E bằng 2,7 bao nhiêu đấy, vân 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 gì đấy. Nên là nó không không thể bằng bằng 0 100% được. Vậy thì đến đây mình thấy là cái thằng này khả năng cao của nó là đúng, được chưa nào? Thì các bạn nào mà vẫn chưa tin thì các bạn có thể kiểm tra cái đáp án D này. Đáp án D thì các bạn thấy là nó chỉ có e mũ 1 trên x thôi. Mình xóa cái x bình này đi. Được chưa? Vẫn là trừ e xét hiệu này. Đấy các bạn trừ bằng trừ 5,4. Vậy đây cái thằng này cũng sai sai nốt, đúng nào? Cái thằng này sai nốt. Vậy thì lúc này đáp án C này sẽ là đáp án đúng. Đấy các bạn chỉ việc tích rồi thôi, khoanh. Các bạn lúc khi mà thấy đáp án đúng rồi các bạn khoanh thật nhanh vào nhé. Đấy thì qua cái ví dụ một này các bạn thấy rằng là để giải quyết cái việc tìm nguyên hàm của một cái hàm số nó không có gì là khó khăn cả, đúng nào? Tiếp tục bây giờ mình sang cái ví dụ thứ hai. Cố gắng mình sẽ đi đa dạng các ví dụ ra một chút để các bạn gặp bài nào các bạn cũng có thể là làm được, xử lý một cách nhanh gọn, không có gì là khó khăn. Bây giờ mình xét sang cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai nó bảo nguyên hàm của hàm số này là gì, thì bạn để ý nhé, cái câu hỏi này trên này một nguyên hàm, một nguyên hàm của cái hàm này thì không bao giờ nó cộng thêm cái c. Còn nếu như mà cái câu hỏi là nguyên hàm của hàm số của hàm này này thì bao giờ cái kết quả nó phải cộng thêm một cái hàng số c. Bạn để ý thế cho mình, các thầy cô sẽ dễ đánh lừa các bạn là thế. Mục đích là xem là các bạn có hiểu hiểu cặn kẽ không thôi.
Đúng nào. Thì cái bài này các bạn thấy rằng là nó là ở cái dạng hàm lượng rác thôi. Cái hàm lượng rác thì các bạn có thể chuyển để ở cái chế độ độ các bạn tính, hoặc các bạn chuyển sang radian các bạn tính. Như với mình quen tính theo kiểu radian rồi thì các bạn phải chuyển cái máy tính sang cái chế độ radian các bạn tính thôi. Thì muốn chuyển sang chế độ radian các bạn chỉ việc bấm shift này, mode này, đúng nào, và bấm số 5 thì đây là, à mình xin lỗi, bấm số 4 này là radian, đúng nào. Hệ 3, số 3 này là độ, số 4 này là radian, thì bấm số 4 thôi. Được chưa? Thì bây giờ nó ký hiệu của chữ R ở đây rồi. R ở đây rồi thì đây nó chính là chuyển sang hệ radian rồi. Thế thì các bạn này lại nhanh nhất thì các bạn nhìn lại nhìn vào đây, như các bạn cho x bằng một cái giá trị nào đó đi. Ví dụ mình cho x bằng pi trên 2 chẳng hạn nhé. X bằng pi trên 2 là đơn giản nhất, đúng không nào? X bằng pi trên 2 thì cos pi trên 2 đây nó sẽ bằng 0. Đấy, bạn nào mà không thuộc cái giá trị lượng giác của một các góc cơ bản ấy thì các bạn cũng, mình cũng có một cái video về cách nhớ giá trị lượng giác của các góc cơ bản rồi. Nó không có gì là khó khăn cả. Còn bạn nào không nhớ thì bắt buộc các bạn phải bấm máy tính thôi. Chẳng có gì là phức tạp ở đây cả, đúng không nào? Mình nghĩ một nếu có 10 bạn thì mình nghĩ rằng là có 9 bạn sẽ sử dụng máy tính để bấm cái kết quả này. Thì bạn để ý này, cái code của pin 2. Bây giờ mình cho x bằng pin 2 nhé. Đây mình viết ở dưới này. Mình chọn x bằng pin 2. X bằng pin 2. Mình viết này nhé, viết này cho nhanh. Khỏi phải dùng mắt tay. Mình x bằng pin 2 thì các bạn thấy rằng là mình suy ra được cái hàm y ở trên kia kìa. Bắt buộc mình phải tính cái kết quả. Mình phải tính cái kết quả của cái hàm y này trước, đúng không nào? Y ở đây nó sẽ bằng cái gì? Các bạn thấy rằng là sin của pin 2 thì bằng 1, đúng không nào? Sin pin 2 bằng 1 và cos pin 2 bằng 0, thì không nhân với cái ông giời, ông đất gì chẳng nữa thì nó cũng sẽ bằng 0 thôi. Vậy y ở đây nó sẽ bằng 0. Được chưa nào? Y sẽ bằng 0. Vậy thì lúc này mình sẽ phải đạo hàm các kết quả này này, đạo hàm các kết quả này, và mình thử và mình cho x bằng, gắn x bằng pi trên 2 vào, thì cái nào trừ đi số 0 này mà nó xấp xỉ bằng 0 thì có nghĩa nó là kết quả đúng, đúng nào? Rồi thì bây giờ bắt đầu thôi, cái chỗ này sẽ là trừ đi gì đấy, trừ đi 0 chứ nào. Còn mình thấy một số thầy sẽ hướng dẫn các bạn nhập cả cái hàm vào đây, nhưng mà thôi, không, mình nghĩ rằng là không cần thiết phải như vậy, bởi vì cái này tính nó nhanh, không có gì khó cả. Nào bây giờ bạn gắn, lúc này x không phải bằng 1 nữa rồi mà x sẽ bằng pi trên 2, đúng nào? Các bạn biết pi ở đâu đấy rồi, đúng nào? Pi này chia cho 2. Nào bây giờ cái hàm bên trong này thì như nào, hàm bên trong này như nào? Đầu tiên mình kiểm tra đáp án A trước. Đầu tiên nó là gì? 1 phần 4. 1 phần 4 nhân với sin mũ 4x. Thì cái sin ở đây các bạn thấy rằng là nó không có cái, không có biểu diễn mũ ở đây, đúng nào? Không có mũ thì bắt buộc các bạn phải mở mở cái ngoặc để lát nữa nó tất cả bình thôi. Sin mũ 4 sin của x này, alpha x, đóng ngoặc cái đã. Xong đóng ngoặc tiếp, xong để mũ nó lên, đúng không? Đây ở đây sẽ là mũ mũ 4. Để chưa nào? Xong các bạn đã gán x bằng pin 2 rồi. Các bạn trừ đi 0, nếu như nó bằng 0 hoặc xấp xỉ bằng 0. Được chưa nào? Thì nó là kết quả đúng, đúng nào? Bằng. Đấy các bạn thấy nó bằng 0. Bằng 0. Thế thì lúc này các bạn thấy kết quả bằng 0 rồi, các bạn mừng quá, vui quá, các bạn tích luôn đáp án A này là đáp án đúng. Các bạn tích luôn đáp án A là đáp án đúng. Và về nhà rất là vui mừng khoe với bố mẹ rằng là hôm nay con đã làm bài rất là trọn vẹn, không có gì là sai sót cả. Thì đến lúc mà báo kết quả thì ôi ôi thôi, đáng nhẽ là còn một con số 10 thì chúng ta lại quay về trở về con số 5. Con số 5 rất là đẹp, đúng nào? Thì các bạn tránh cái trường hợp đấy nhá. Như mình vừa nói, nguyên hàm của cái hàm số này này, nguyên hàm của cái hàm số này thì bắt buộc kết quả của nó phải cộng thêm một cái hàm số C. Được chứ nào? Thì bắt buộc nó phải cộng thêm cái hàm số C. Vậy thì cái đáp án A này bạn bạn chỉ thử ở cái dạng là một nguyên hàm của cái hàm số này thôi, đúng không? Nó không cộng thêm hàm số C. Vậy thì đáp án A này nó phải là đáp án sai chứ, làm sao nó là đáp án đúng được, đúng nào? Và mình nhìn thấy rằng ở cái đáp án B này nó có 1 phần 4 sin mũ 4x cộng thêm C. Thì các bạn thấy rằng là ở đây mình tính vừa cộng vừa trừ hiệu hiệu của hai cái thành phần vừa rồi nó bằng 0 ấy, thì các bạn thấy rằng là lúc này B này nó sẽ phải là đáp án đúng, đúng nào? Bởi vì nó cộng thêm C vừa đủ dữ liệu của bài toán. Như vậy thì chẳng có lý do gì nữa mình không tích vào cái đáp án B này cả. Mà không cần phải kiểm tra đáp án C và đáp án D nhé, các bạn nhớ nhé, không cần phải kiểm tra. Còn đối với cái bài này mà bạn nào mà làm sử dụng bằng tay ấy, thì các bạn thấy rằng đến đây thì một cái nguyên hàm của cái hàm số này dx thì chắc chắn ở đây các bạn phải sử dụng một là các bạn dùng cái phương pháp đổi biến, đúng nào? Hai là các bạn dùng cái phương pháp là vi phân trực tiếp. Vi phân trực tiếp lúc lúc này lúc này các bạn lại phải là d của
chỗ này d của sin x, d của sin x thì bằng cos x đúng không? Trên chỗ này mình nhìn vào đây mình biết ngay nó sẽ bằng là gì, bằng sin mũ 4 trên 4 rồi. Được chưa nào? Đấy, bạn nào mà nhanh ý, thì chẳng cần dùng máy tính, bạn tư duy một chút thôi, chẳng cần dùng máy tính rồi các bạn biết ngay đáp án b này sẽ là đáp án đúng, đúng không? Lúc này mình đi phân trực tiếp đấy. Còn nếu bạn nào mà muốn đặt các bạn dùng phương pháp đổi biến ấy, thì các bạn đặt cos x bằng t thôi. Đặt cos x bằng t thì vi phân cả hai vế lên thì có phải là sin dx thì sẽ bằng dt, đúng nào? Đấy, xong cứ thế các bạn làm thôi, không có gì là khó cả. À, mình xin lỗi, mình xin lỗi, cái bài này không phải là đặt cos x bằng t, mà cái bài này mà các bạn phải là phải đặt sin x bằng t. Các bạn phải đặt sin x bằng t. Khi các bạn đặt sin x bằng t ấy, thì cos x dx thì sẽ bằng dt đúng không? Cái chỗ cos x dx ở đây sẽ bằng dt là ra ngay. Được chưa nào? Vậy mình xử lý xong cái ví dụ thứ hai một cách rất là dễ dàng và không có gì khó khăn cả. Tiếp tục nào. Đấy, các bạn mình sẽ hướng dẫn các cố gắng hướng dẫn các bạn một cách nhanh nhanh nhất có thể nhé. Lại 11 giờ đêm mất rồi. Toàn theo kiểu đi ăn đêm thôi. À, hôm nay mình vừa đọc một cái câu chuyện rất là hay, chia sẻ với các bạn một chút là ở trên mạng mình thấy có một cái câu chuyện như này. Ở một cái nước nào đó có 10 người thì có 10 người thì có 9 thằng là 9 người là ngu, hay nói cách khác là 9 người là dại, chỉ có một người là khôn thôi. Còn ở một cái nước nhỏ nào đó thì 10 người thì lại có 9 thằng khôn và chỉ có một thằng là dại thôi. Tuy nhiên sự khác nhau giữa hai đất nước đấy là ở cái nước kia ấy, thì chín cái người khôn đấy thì mình xin lỗi, chín cái người dại đấy lại biết bầu một cái người khôn lên làm cái người lãnh đạo. Còn ở cái nước kia thì lại chín cái người khôn kia thì bầu như thế nào nhỉ, mình quên mất rồi. Chín cái người dại kia thì bầu một người khôn lên làm lãnh đạo đấy. Thế còn ở cái nước còn lại ấy, thì chín cái người khôn, chín cái người dại thì bầu một người người khôn, và một cái đất nước thì chín người khôn thì bầu một người dại. Đấy, các bạn thử xem là cái đất nước nào nó sẽ tiên tiến hơn. Rồi, thì bây giờ mình chuyển sang cái ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba này, nguyên hàm của cái hàm số fx bằng tan x trừ cotang x tất cả bình là. À, bài này bắt đầu thấy khó đây đúng không nào? Thì đối với những cái bài bài như này thì các bạn thấy vẫn áp dụng các phương pháp trên này các bạn giải thôi, không có gì khó cả đúng không nào? Các bạn xem nào, đây các bạn nhìn thấy này, cái chỗ này các nếu các bạn cho x bằng cái giá trị nào là phù hợp nhất, nhanh nhất, nếu các bạn ví dụ như các bạn cho bằng x thì bằng 0 radian chẳng hạn nhé, x thì bằng 0 radian thì tan 0 thì sẽ bằng 0 đúng không, nhưng cotang này sẽ bằng 0 xác định, được chưa? Như vậy các bạn thấy rằng là nếu các bạn cho bằng giá trị bằng 0 thì không hợp lý. Tiếp tục, bạn nào mà lại nghe mình lúc nãy mình lấy cái giá trị bằng pi nhân 2 thì bạn thấy là gì, cái tan của pi nhân 2 ở đây, tan của pi nhân 2 thì lại không xác định, tan pi nhân 2 không xác định, cái cos pi nhân 2 ở đây sẽ bằng 0, như vậy đã không xác định rồi, bằng vô cùng rồi thì cái chỗ này không xác định. Vậy bạn lấy hai giá trị đấy là thành sai lầm hoàn toàn đúng không nào? Nhưng giữa tan và cotang nó có một cái rất là đặc biệt ở cái góc là góc pi nhân 4, hay nói cách khác là chuyển về độ thì nó là góc 45 độ, thì tan của pi nhân 4 bằng cotang của pi nhân 4 và bằng 1. Đấy, các bạn để ý thế cho mình. Giống như sin và cos cũng thế, ở cái góc 45 độ nó rất đặc biệt, đều bằng căn 2 trên 2. Để ý thế. Thì do đó mình sẽ lấy x ở đây nó sẽ bằng pi trên 4 thì nó sẽ hợp lý nhất. X bằng pi trên 4. Khi mình lấy x bằng pi trên 4 rồi thì các bạn thấy rằng là cái fx kia kìa, cái fx nó sẽ bằng gì? Phải tan pi trên 4, tan pi trên 4 thì nó bằng bằng 1 đúng nào, và cotang pi 4 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, 0 lại bình phương lên có nhoi nhóp kiểu gì chăng nữa thì cuối cùng nó cũng chỉ bằng bằng 0 mà thôi đúng nào, một số 0 tròn trĩnh. Đấy, hy vọng các bạn đi thi đại học xong về đừng để có một số 0 tròn trĩnh ở trong cái kết quả của bài thi. Đấy, thì cái fx bằng 0, fx bằng 0 rồi thì bây giờ mình chỉ việc lại lần lượt đạo hàm những cái hàm này thôi. Các bạn nhớ đạo hàm. Tại sao bây giờ mình không nhập thêm cái số C đạo vào đạo hàm, bởi vì C thì nó là hàng số, mà đạo hàm hàng số thì nó bằng 0 nên chả nhập cái số C và làm cái gì cả. Được chưa nào? Bây giờ lần lượt kiểm tra các đáp án A, B, C, D thôi. Cái này vẫn là trừ đi 0. Đấy, các bạn nên lấy như thế cho nó hợp lý nhé. Chỗ này là mình lấy pi trên trên 4. Được chưa nào?
Nào xem là cái hàm trong này nó là gì. Đầu tiên nó là hàm tang x. Tang thì tang sợ gì? Tang của gì? X alpha. X thế chứ nào, đóng ngoặc. Xong nó lại gì? Cộng với cotang x. Thì các bạn thấy gì, nhìn trên máy tính này có cotang không? Không, không có cotang đúng không? Thì các bạn lại hoàn toàn các bạn biết được một điều rằng là gì? Tang và cotang có mối quan hệ như nào? Tang x thì sẽ bằng 1 chia cho cotang x. Được chưa? Và ngược lại cotang x thì sẽ bằng 1 trên tang x, được chưa nào? Hoặc bạn nào mà muốn chứng minh này thì các bạn nhớ cho mình câu là bắt được quả tang sin nằm trên cos ấy, cotang cái lại cos nằm trên sin, thì các bạn sẽ chứng minh những công thức này thôi. Nhưng mình nghĩ rằng chứng minh để làm cái gì, đúng không? Chứng minh để làm cái gì khi mà cái này nó quá dễ nhớ rồi. Vậy thì đến đây mình sẽ phải là cộng với gì? 1 trên tang x, đúng nào? Đây mình sẽ phải cộng với 1 chia cho tang x. Nào tang đâu? Tang alpha x. Đóng ngoặc. Được chưa nào? Và lại còn phải trừ đi. Lại còn phải trừ đi 4x nữa, trừ đi 4 alpha x. Được chưa nào? Hết rồi. Bây giờ mình đã gán x bằng pin 4 rồi. Đây, thì chỉ việc bấm kết quả thôi, bằng bằng trừ 4. Đáp án A này là đáp án đúng hay đáp án sai các bạn nhỉ? Chắc chắn là đáp án sai rồi. Không có gì mà phải 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 phàn nàn ở chỗ này nữa. Tiếp tục đáp án B thì sao? Đáp án B thì xem nó, các bạn để ý nhé, trong các đáp án này nó sẽ có những cái gì nó đặc biệt và nó liên quan nhau. Fx bằng trừ tang x trừ cotang x cộng 4x. Đấy. Bạn nào mà không để ý thì cứ nhập bình thường chỗ này vào thôi, đúng không? Còn bạn nào mà đây bây giờ mình cứ nhập bình thường nhé, xong rồi mình nói bạn nào mà để ý một chút này. Chỗ này sẽ là cộng đúng không? Cộng này. Chỗ này là trừ. Đây, điền dấu trừ thôi. Đằng trước này cũng sẽ là dấu trừ. Thì mình nên điền nó dấu gì? Dấu trừ. Được chưa nào? Bằng. Bằng 4. Vậy đáp án B này vẫn là đáp án sai. Được chưa nào? B này vẫn là đáp án sai. Thế thì như mình vừa nói là các bạn nên để ý một chút. Ở đây mình các bạn thấy rằng là gì? Nếu như các bạn đặt một dấu trừ ra đằng trước cái cụm này này. Các bạn đặt một dấu trừ ra đằng trước cái cụm này thì nó sẽ chính là cái đáp án B này. Đúng không? Nó là đáp án B. Vậy thì lúc ấy các bạn kiểm tra đáp án A nó bằng trừ 4 rồi thì các bạn thêm dấu trừ trước nữa nó ra dương 4 là hợp lý quá rồi gì đúng không? Vậy đáp án B vẫn là sai. Bây giờ mình xem cái đáp án C thì sao? Đáp án C thì nó lại bằng đây. Nó sẽ rất là liên quan nhau. Cái thằng này không có dấu trừ, vứt đi. Ngứa mắt đúng nào. Thằng này là gì? Có dấu trừ đi rồi. Trừ đi cotang x thì nó bằng trừ 1 trên tang x rồi. Và đây sẽ cộng 4x rồi kệ nó. Ok, sẽ bằng bao nhiêu nào? Bằng 8 cơ. Đấy, các bạn thấy rằng là C này vẫn là đáp án sai. Thì, khi mà các bạn kiểm tra đến đây rồi thì các bạn thấy rằng là các bạn có thể khoanh đáp án D được rồi, đúng không? Khoanh đáp án D này là đáp án đúng. Đấy, vì sao lại như thế? Vì sao như thế? Bây giờ, nếu mà vẫn chưa tin lắm thì bây giờ mình thử thôi. Đúng không? Mình thử vào xem đúng chưa? Đây là dấu trừ. Trừ đi 4x đúng nào? Còn đây là vẫn dấu trừ rồi. Tang x trừ đi cotang x trừ đi 4x cộng c rồi, sao lại bằng kết quả nào? Bằng 0, chuẩn chưa? Đấy, D sẽ là đáp án đúng. Thì một số bạn nói bảo là nếu như may cái đáp án đúng nó là ở đáp án A hoặc đáp án B thì các bạn chỉ thử ít thôi, không nhiều đúng không? Nhưng mà các bạn chú ý cho mình rằng là mỗi một bài ấy, thì nó cho các đáp án ABCD, trong ABCD đấy thì nó đều có cái phần trăm đúng là ấy nhá, xác suất là như nhau nhá. Nó có thể rơi ở A, có thể rơi ở B, rơi ở C hoặc rơi ở D, thì đấy là cái xác suất các thầy cô cho nó như nào đấy, hoặc là các thầy cô có thể đảo đi nó thành một cái bài khác mà các bạn không thể chép vào nhau được. Để ý, bởi vì trong cái kỳ thi này các bạn sẽ thấy có mỗi người một đề, chứ không phải là mỗi người sẽ làm một đề, chứ không phải là tất cả các bạn đều làm chung một đề như các kỳ thi trước, nên là nó sẽ nên nên là nó sẽ rất là gặp khó khăn đối với những các bạn mà học ở lớp cha lớp trước. Để ý thế cho mình, năm nay năm lớp 12 rồi thì các bạn chú ý cho mình một chút thôi. Mình nghĩ là rằng nó không có gì là khó cả, bạn đi thi đại học mà bây giờ nó cũng không khó khăn lắm, thì cố gắng là lao đầu vào học thôi, bớt chơi game đi, bớt
tình yêu tình báo đi các bạn, làm để dành thời gian các bạn là ôn thi đã, thi đỗ xong rồi thì các bạn lại dành thời gian các bạn đầu tư vào các việc đó. Ok, xong ví dụ thứ ba. Bây giờ mình chuyển sang cái ví dụ thứ tư. Ví dụ thứ tư này, bạn thấy rằng là cái dạng hàm E có rồi, hàm lượng giác có rồi, bây giờ mình chuyển sang cái dạng là hàm mà không phải là các hàm kia, nó là các hàm đa thức hoặc là cái hàm phân thức hoặc là ấy, gì đó, thì thử xem là nó có khó không. Thì chúng ta xét cái ví dụ thứ tư. Ví dụ thứ tư các bạn nhìn này, bây giờ người ta cho y bằng như này, bây giờ người ta bảo chọn chọn đáp án đúng, y sẽ bằng nguyên hàm của cái hàm này, chọn đáp án đúng. Thì bạn nào mà học chắc cái phần này rồi mà nhớ, các bạn nhớ cái công thức ở trong cái bảng nguyên hàm các hàm số cơ bản đấy, thì mình nghĩ rằng là đến đây chẳng cần phải dùng máy tính để làm gì cả, bấm cái nó ra ngay. À không phải bấm cái ra ngay mà nghĩ trong đầu cái là các bạn thấy rằng nó sẽ phọt ra ngay, nó không có gì là ấy cả, bởi vì các bạn thấy rằng là gì, đây là nguyên hàm của dạng của một tổng thôi, bằng tổng các nguyên hàm đúng không nào, bằng tổng các nguyên hàm thì nguyên hàm của x mũ alpha dx thì sẽ bằng là x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 đúng không nào, đấy như này dễ. Còn nguyên hàm của 1 trên x dx ở đây sẽ bằng logarithm của x ra luôn rồi, thì bây giờ mình thấy ở đây chỗ này sẽ bằng là gì, x mũ 3 trên 3 trừ đi 3 trừ đi 3x bình trên 2, x mũ 3 trên 3 trừ 3x bình trên 2 đấy, mình nhìn thấy ở đây có này, cộng với logarithm của x này, biết ngay đáp án A này là đáp án đúng, thấy chưa, biết ngay đáp án A này là đáp án đúng rồi. Thế tuy nhiên là với những các bạn mà lại không nhớ được cái bảng nguyên hàm thì chúng ta phải làm như nào, thì vẫn làm như nãy thôi, các bạn vẫn làm như nãy thôi, các bạn cho x bằng một cái giá trị, các bạn tính cái giá trị của hàm fx ở trong này đã đây, được chưa nào, thì giá trị đơn giản nhất để các bạn tính ở đây nó là gì, cho x bằng 1 đúng nào, đây bây giờ mình viết ở đây luôn nhé, cho x bằng 1, đấy, lúc nào cũng như thế này, mai mình sẽ phải bỏ cái chế độ viết hoa đầu dòng đi. Chỗ x bằng 1 thì các bạn thấy rằng cái hàm fx này, hàm fx nhé chứ không phải là y, các bạn để ý cho mình, hàm fx, fx tức là cái hàm ở dưới dấu nguyên hàm ấy, fx ở đây sẽ bằng là gì, 1 này đúng không, 1 ở đây trừ 3 này bằng trừ 2 này, trừ 2 cộng 1 đây sẽ bằng là gì, trừ 1 đấy, bạn để ý fx sẽ bằng bằng trừ 1, được chưa nào. Vậy thì bây giờ mình lại phải lần lượt làm gì? Mình lại phải lần lượt tính đạo hàm ở đây và gắn cái giá trị x bằng 1 đúng không nào? Đấy, ở cái chỗ này các bạn thấy Lepe của 1 thì bằng 0 này. Lepe của 1 thì bằng 0 thì các bạn thấy ở đây tất cả ở đây đều có Lepe này. Tất cả đều có Lepe. Bạn nào mà thạo về cái phương trình mũ và logarit rồi thì Lepe của 1 bằng 0, các bạn không cần nhập cái này vào làm gì cả. Các bạn nào mà không biết thì lại cứ nhập vào bình thường thôi. Đây, thì lúc này các bạn thấy là phải trừ đi trừ 1. Trừ đi trừ 1 thì thực chất ở đây nó sẽ phải là thành cộng với 1 đúng không nào, ghi luôn ở đây, và bây giờ mình phải gắn gắn x gì bằng bằng 1, được chưa, gắn x bằng 1, và các bạn để ý ở đây lúc này nó không phải là ở hệ radian rồi, mặc dù các bạn để hệ radian đây các bạn tính vẫn đúng, tuy nhiên các bạn theo cứ làm theo đúng đúng như quy trình chứ, đúng như quy trình, bởi vì gặp một cái số bài khác thì các bạn, nếu các bạn để ở cái chế độ radian này nó không còn chuẩn xác nữa, thì như vậy các bạn sẽ chuyển về radian, à mình xin lỗi, chuyển về độ 1,3. Được chưa nào? Rồi, ok. Mình cho x gắn x bằng 1 rồi. Và bây giờ nhập hàm vào thôi. Ô thôi. Thế mình giờ hơi chứ nhỉ các bạn thấy không? Bây giờ là gì? Shift này. Đạo hàm. Viết lại thôi. Chẳng có cái gì phải khó khăn cả. Ở đây sẽ là gì? X mũ 3. Alpha. X mũ 3. Và chia cho 3. Cái chỗ này các bạn thấy là các bạn số đỏ đúng không? Chỉ ra đáp án A nó sẽ là kết quả đúng luôn. Trừ đi 3 phần 3x bình trên 2. 3 này alpha x bình phương này chia cho 2. Đấy, bạn nào mà tư duy đúng rồi thì cái chỗ này không cần nhập Lepe nữa, bởi vì Lepe của 1, Lepe của 1 bằng 0. Được chưa nào? Đây sẽ cộng với gì? Cộng với ln. Ln của alpha x nhập đúng nhá, chứ không phải là 1, 1 mình đã gán x ở ngoài này rồi. Được chưa nào? Và lúc này các bạn phải trừ đi trừ 1 tức là thành đây nhá. Với các bạn mà không hiểu này, ở đây mình bấm trừ này, trừ đi cái kết quả của thằng này đúng không, nhưng kết quả này nó bằng trừ 1, thế đây các bạn đóng mở ngoặc ra, đây sẽ là gì, trừ trừ 1 trong đóng ngoặc vào thôi, được chưa, bấm kết quả. Ồ lỗi cái gì rồi, xem nào, lỗi cái gì nhỉ,
À đây, các bạn thấy là lỗi là do cái này mình chưa gắn x này. Mình cho x chỉ ở đây bằng 1 được chưa nào? Xem là kết quả nào. Các bạn để ý nhé, lỗi là do cái đấy. Nên là trong quá trình làm các bạn cũng linh động nhé. Thấy lỗi cái gì các bạn cần quay lại, các bạn tua lại để xem mình có nhập sai cái gì không. Được chưa nào? Ở đây ví dụ nếu các bạn cho mà gắn x bằng 0 thì chắc chắn là lỗi 100% rồi, đúng không? Bản thân x bằng 0 ở đây nó không xác định rồi, mà tiếp tục lên e của 0 ở đây nó càng không xác định, bởi vì cái biểu thức dưới dấu logarit nó phải là một số lớn không. Như thế nào? Để xem kết quả nào. Đấy các bạn thấy không? Bằng 1,435 nhân với 10 mũ trừ 12. Nó rất chi là nhỏ và nó xấp xỉ bằng 0. Vậy kết quả A, đáp án A này là đáp án đúng. Các bạn cứ yên tâm điều rằng là trong bốn đáp án này nó chỉ có duy nhất một đáp án đúng thôi. Nó không có hai đáp án đúng đâu. Được chưa nào? Vậy ví dụ 4 là giải quyết xong và số chúng ta rất là đỏ, số của mình rất là đỏ, ngay đáp án A nó là đáp án đúng rồi. Mình chuyển sang cái ví dụ thứ 5. Ví dụ thứ 5 này, người ta bảo nguyên hàm của hàm số. Nguyên hàm của hàm số này là bắt buộc các bạn thấy rằng là gì? Bắt buộc nó phải kết quả nó phải cộng thêm hàng số C, đúng không? Trong các kết quả này nếu người ta đánh lừa nó không có một cái hàm mà bạn bạn nhập vào và bạn trừ đi cái giá trị ở trên kia mà các bạn thấy nó bằng không, thì các bạn không thể khẳng định được cái đấy nó là đúng được, và nó phải khẳng định nó là sai, bởi vì nó thiếu cái hàng số C. Nhớ nhá, thì với các bạn mà đã thành thạo nguyên hàm rồi ấy, các bạn thấy rằng là cái bài này cũng rất là dễ thôi, đúng là các bạn chỉ việc là gì, chuyển cái căn bậc 2 của x bình cộng 1 này thành x bình cộng 1 mũ 1/2 thôi, đúng không? Sau đó các bạn vi phân của cái thằng thằng trong ngoặc thôi, d của x bình cộng 1 cái là nó bật ra cái thằng ngay. Bạn bạn nào mà muốn làm theo cách như thế thì bạn quay trở lại hai cái video của mình làm hướng dẫn về phần tự luận nhé. Cái này các bạn làm bằng tay cũng rất là nhanh, không cần phải làm bằng máy đâu. Thế thì bây giờ làm nào, bây giờ ở cái ví dụ năm này, ví dụ thứ năm này thì các bạn lại cho x bằng một cái giá trị thôi, x bằng một cái giá trị nào đó, thì các bạn thấy là gì? Nhanh nhất ở đây các bạn cho giá trị bằng bao nhiêu nhỉ? Nếu bạn cho một một thì đây là căn 2 thì đây sẽ bằng căn 2, đúng không nào? Một cũng được. Hoặc là nhanh nhất ở đây nó sẽ là gì? Là không, đúng nào, bởi vì cái điều kiện ở đây nó là x bình cộng 1 nên lớn hơn không rồi, nó không thể bằng không được nữa. Nên mình cho x bằng 0 sẽ là nhanh nhất, đúng nào? Nhưng không thì kết quả đây nó sẽ bằng 0. Và bây giờ mình lần lượt mình tính đạo hàm của thằng này thôi. Và mình gán x bằng 0 thôi, đúng không? Cái chỗ này phải trừ đi 0, đúng không? Trừ đi 0 thực ra mình các bạn không cần phải nhập trừ 0 này làm gì cả. Thôi mình cứ nhập vào cho đúng. Đúng đúng cái bản chất của nó. Ở đây gán x bằng gì bằng 0. X bằng 0 thì bây giờ đạo hàm của cái hàm nào? Xóa này đi. Xóa này đi. Cái này là 1/3, mình đang thử đáp án A nhé, 1/3 nhân với căn bậc 2 của alpha x bình bình phương cộng với 1. Ok chưa nào? Xem nào. Bằng. Ô, các bạn thấy lại đỏ tiếp rồi. Mình có thể ghi ngay được đây đáp án A này là đáp án đúng, được chưa nào? Chắc chắn đáp án B, C, D này là đáp án sai rồi. Đấy các bạn thấy rằng nó không có gì là khó và phức tạp đây cả. Mình nghĩ rằng nếu mà cho cái phần nguyên hàm và tích phân này, mình nghĩ rằng là các bạn sẽ kiếm điểm ngon ở cái phần này. Mình nghĩ rằng là nếu nó khó, nó sẽ khó ở cái, nó sẽ cho những cái bài mà tính diện tích hình phẳng ấy, cho yêu cầu tính diện tích hình phẳng, và thông qua cái phần diện tích hình phẳng các bạn người ta cũng đánh giá được luôn cho các bạn có hiểu cái phần đầu tiên là có thể hiểu được cái phần tính diện tích của một cái hình phẳng hay không, hoặc tính thể tích của một vật thể tròn xoay. Cái thứ hai người ta đánh giá được là các bạn là có thành thạo cái phần tích phân hay không. Mình nghĩ rằng là người ta sẽ cho như thế, và khó khó ở cái phần đấy thôi. Thì cái đấy mình sẽ làm một cái chuyên đề riêng về phần tính diện tích hình phẳng và tốt lên cho các bạn tham khảo. Rồi, vậy thì cái mình đã qua cái năm cái ví dụ ở cái phần nguyên hàm này, thì mình tin rằng các bạn cũng sẽ biết được một phần nào đấy về cái cách làm bài trắc nghiệm mà dính dáng đến cái phần nguyên hàm. Được chưa nào? Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần tích phân hướng dẫn các bạn luôn. Thì phần 2 là phần tích phân này, về cái kiến thức chung. Kiến thức chung thì
Kiến thức chung thì đương nhiên là các bạn phải học cái phần nguyên hàm rồi, bảng các nguyên hàm cơ bản các bạn cần phải nắm vững cái đấy. Ngoài ra thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn cần phải nắm vững một số phương pháp tính tích phân, được chưa nào? Các bạn cần nắm vững một số phương pháp tính tích phân thì các bạn ở đây các bạn có thể vào YouTube đấy, các bạn đánh cái cụm từ nguyên hàm và tích phân là cái là ra, có thể ra hàng tỷ tỷ video nói về nguyên hàm và tích phân, rất là nhiều thầy hướng dẫn về ở trên đấy, và cả mình cũng có cái phần nguyên hàm và tích phân ở trên đấy, thì các bạn có thể vào đấy các bạn tìm các bạn xem. Để giải quyết với cái việc gì, để giải quyết là các bạn kiểm tra các bài thi ở các bài kiểm tra ở trên lớp cái đã. Ngoài ra là gì, một số bài tích phân này nhá, các bạn để ý trong quá trình các bạn làm ấy, thì các bạn khi các bạn bấm một số bài tích phân thì nó sẽ không ra được kết quả đâu và nó sẽ báo lỗi, hoặc nếu có ra thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian rất là lâu để các bạn làm. Thì đối với các bạn mà học khá khá một tí, nếu mà trong những lúc như thế thì các bạn tính tay cho nhanh chứ nào, các bạn làm tay, mình nghĩ rằng là sẽ không khó lắm đối với các bạn mà học khá. Cái thứ hai các bạn cần nắm đây là cái phần thành thành thạo chuyển đổi từ cái hệ này sang cái hệ này, thì mình nghĩ là không bạn nào mà không biết được nữa rồi, đúng không nào? Tiếp tục các bạn cần phải nắm cho mình cái cách lưu kết quả vừa tính được, các bạn lưu cái kết quả vừa tính được bằng cái tổ hợp phím này. Thế thì các bạn chỉ cần bật việc bấm shift này, xong rồi bấm cái chỗ STO này thôi, đúng không nào? Sau đấy là bấm A B C D E F G H I J K L này, các bạn bấm vào thôi để lưu cái kết quả các bạn vừa tính được mà, thế chứ nào? Các bạn nắm vững như thế. Ví dụ nhé, bây giờ mình ví dụ là mình có 3 này chẳng, bây giờ mình muốn lưu 3 vào cái số 3 này vào cái biến A, thì mình bấm shift này, xong rồi STO này, tức là cái phím RLC này, sau các bạn bấm phím A thôi. Đấy, thì lúc này kết quả 3 nó sẽ lưu vào cái biến A này. Bạn không tin thì bây giờ mình bấm này cho bạn xem nhé. Alpha này, mình gọi nhé, gọi cái A ra này, alpha A bằng bao nhiêu? Bằng 3. Đúng nào? Đấy. Nó chỉ như thế thôi, nó rất là dễ. Rồi, bây giờ chuyển sang cái bài tập áp dụng. Bài tập áp dụng này thì về cái phương pháp, thì cái phương pháp thì mình cũng không nói ở đây, không nêu ở đây, bởi vì là mỗi bài, mỗi dạng bài nó có cách tính khác nhau. Nhưng tự chung lại thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là nó sẽ có một cái cách chung nhất để tính tất cả các bài phần tích phân này cho các bạn. Thế thì mình chỉ nêu đây là chủ yếu là vận dụng máy tính linh hoạt thôi. Được chưa? Vận dụng cái máy tính linh hoạt, và các bạn cần phải nắm thật chắc, cần phải tự làm tay đối với những cái bài nguyên hàm và tích phân, tự làm thôi, tự làm để có cái tư duy về các bài nguyên hàm và tích phân này. Khi các bạn có cái tư duy đấy rồi thì vận dụng bấm vào máy tính thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là nhanh. Rồi bây giờ vào luôn xét luôn cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất mình trích trong cái bộ đề của Đại học Quốc gia Hà Nội, bộ đề tuyển sinh của Đại học Quốc gia nhé. Để ý này, người ta bảo là gì, cái kết quả của cái tích phân này là, kết quả của tích phân này là cái gì, thì là một trong các đáp án này. Tuy nhiên các bạn thấy rằng nếu người ta cho cái đáp án là các số chẵn ở đây này, chẵn hoặc số lẻ này, hay nói cái khác nó là cái số số tự nhiên hoặc là số nguyên đi, cả số nguyên này cho nó, số nguyên đi cho nó chung nhất, bởi vì nó có cả âm có cả dương, 1 2 4 âm 1 âm 2 3 4, thấy chưa? Thì nó rất là dễ đấy các bạn không cần phải lưu ý cái gì cả. Tuy nhiên ở đây người ta cho bằng những con số, ví dụ ở đây là một cái phân số này, GPM của 3 phần 2 này, các bạn bấm ra chắc chắn nó không thể ra một cái số đẹp được, đúng không nào? Chắc chắn nó sẽ ra một cái số xấu. Vậy thì lúc này cần vận dụng là các bạn lưu kết quả. Đây các bạn chỉ việc bấm tích phân này thôi, các bạn lưu kết quả. Lưu kết quả xong rồi thì các bạn lần lượt trừ đi những cái con số này. Lần lượt các bạn trừ đi các con số này. Nếu như cái kết quả cái hiệu hiệu mà các bạn vừa vừa tính ấy mà nó bằng 0 hoặc xấp xỉ bằng 0 thì cái đáp án đấy nó sẽ là đáp án đúng. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ mình bắt đầu thôi. Đây, chuyển sang các bạn tính tích phân thì các bạn không cần phải ship ship gì cả, các bạn bấm luôn vào đây thôi. Đúng không? Bấm luôn đây. Bây giờ nhập ngoại hàm vào nào. Hàm đây là gì? Trên tử là lớp của x. Alpha. Đúng không? Chia cho cái gì? Alpha x này nhân với mở ngoặc 2 cộng logarit của x, 2 cộng với logarit của x alpha x. Có thầy đọc là len nhé, có thầy đọc thì là lốc, có thể đọc là cái gì gì đấy, nhưng mình quen đọc là ln rồi. Để cho đây là logarit thôi.
Đây, cái này có phải thiếu bình phương lên đúng không? Cái này thiếu bình để chỗ nào. Tiếp tục các bạn bấm cận nào. Cận lúc này nó chạy từ 1 cho đến E. 1 này. Cận trên là bằng E. Tức là các bạn bấm alpha E. Được chưa nào? Đấy, xong. Khi mà mình nhập xong này rồi các bạn bấm dấu bằng ngái. Được chưa? Thì nó ra kết quả là 0,072. Được chưa? Nó ra kết quả này rồi thì các bạn lưu nó vào. Thì mình thấy một số thầy hướng dẫn hoặc là một số bạn hướng dẫn nhé, là nhớ kết quả này hay ghi kết quả này ra ra giấy, sau đó là bấm các số này, bấm các số này xong sau đấy nó xấp xỉ bằng này là được đúng không? Nhưng tội gì phải lưu ra đấy làm gì, có máy tính thì các bạn để làm gì đúng không nào? Các bạn lưu ra một cái biến A, một biến B, biến C, biến D, M, F nào đó, các bạn lưu ra. Ví dụ như mình lưu ra biến A nhé, shift này các bạn, STO này các bạn, A đấy, các bạn nhìn này, bây giờ mình gọi A nhé, nhìn này, mình gọi cái biến A này ra thì kết quả nó 0,072 đúng không? Đấy, xong. Thì bây giờ các bạn gọi cái biến A xong các bạn trừ đi các kết quả này thôi. Alpha A này. A này, các bạn trừ đi những thằng này. Thì thích thì bấm ngoặc vào, nếu còn bạn nào không bấm ngoặc thì phá dấu ngoặc ra thì trừ chỗ này thành cộng, được chưa? Đây sẽ là 1/3. 1/3 trừ đi ln của gì? 3/2. 3 chia cho 2. Bạn nào mà học chắc cái phần phương trình mũ và logarit rồi thì mình nghĩ là đến đây các bạn sẽ làm được ra rồi, chứ chẳng cần phải bấm máy tính như này đâu. Bằng, nếu kết quả mà xuất xỉ bằng 0 thì được đúng không? Đây 0,14 là không xong rồi đúng không nào? Vậy thì vứt được chưa nào? Tiếp tục các bạn kiểm tra cái đáp án thứ hai, đáp án B ở kia là -1/3 cộng với 3/2, ln của 3/2, thì đây thay dấu trừ dấu cộng thôi. Bạn nào để ý thì chỉ việc là gì, nó là chắc chắn đáp án B này sẽ là đáp án sai, bởi vì mình thấy B là gì, đối của thằng thằng A đúng không? Chỗ này là dấu dấu trừ, ok chưa nào? Rồi lại bấm này. Ô, các bạn thấy không phải là đối của thằng A đâu, đây kết quả nó bằng không đấy. Thì các bạn thấy là ở đây các bạn thấy rằng đáp án -1/3 này cộng này, ra đẹp luôn, bằng không luôn. Nhưng mình đánh dấu đáp án A này đáp án sai nhé. Hay quá nhỉ. B này có khả năng đúng đúng nào? B có khả năng đúng. Không phải khả năng đúng mà chắc chắn đúng rồi, vì mình thấy bằng không trần trạng này này. Thì bây giờ mình đang nghi ngờ, mình đang nghi ngờ nó một chút. Bởi vì 1/3 này trừ đi lepeo của 3/2 không đúng. Bây giờ -1/3 cộng với lepeo của 3/2. À, khả năng là nó đúng, bởi vì thực ra nó chỉ tiêu thôi, đúng không? Nhưng mà lúc này nghi ngờ thì các bạn kiểm tra cái đáp án C. Đáp án C ở đây sẽ có 2 lepeo của 3/2. 2 này. 2 ở đây vẫn là dấu cộng, chỗ này -1/3 đúng rồi. Như vậy đáp án C sẽ bằng cái gì? Âm 0,14 nhá, loại đáp án C luôn. C là sai. Tiếp tục kiểm tra đáp án D. Đáp án D thì ôi trời, chắc chắn là đáp án D sai rồi. Đây bỏ 2 đi. Bỏ 2 đi cộng với lepeo của 3/2, nhưng đây nó sẽ là -2/3. 2/3. Đấy, bấm bằng. Bằng 1/3, sai chưa? Sai rồi. Sai rồi thì mình loại đáp án D. Vậy đáp án còn lại đáp án B như mình làm là đúng rồi. Đúng nào? B này là chuẩn xác. Tiếp tục chuyển sang cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai mình cũng trích trong cái bộ đề thi của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì cái bài này mình thấy là rất là hay, và mình cũng đã thấy có một ở trong cái bộ đề đấy nó có hẳn một cái file gọi là hướng dẫn cách giải. Mình thấy là ở trong đấy không biết là thầy nào soạn cách giải, thì mình thấy là cũng không không cần phải phức tạp hóa vấn đề lên như vậy. Mình nghĩ rằng đối với những cái bài như này mình giải giải như này có khi nó ổn hơn. Việc đây là nói theo chủ quan của mình nhé. Bây giờ ở đây bảo giá trị của A là bao nhiêu để cho cái thằng này bằng 4, thì ở trong cái quyển sách đấy và một số thầy hướng dẫn làm video hướng dẫn ấy, thì cứ thay lần lượt tích phân cận từ 0 cho đến A này, các bạn cho A bằng 1 này, xong lần lượt cho A bằng 2, xong cho A bằng 3, xong A bằng 4 đây này, sau sao cho cái tích phân đấy nó bằng 4 thì là được, chọn đáp án đúng. Nhưng mà như thế nó lâu, mà trong cái quyển ghi hướng dẫn là còn nên chọn A từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bạn chọn sách hướng dẫn như thế. Thế tuy nhiên là ví dụ như là nếu như bài này mà không cho cái đáp án nhé, nếu nó dạng tự luận thì
A chắc gì nó đã là một cái số nguyên, đúng không nào? Chắc gì nó là số nguyên, nó là một cái số thập phân thì sao, đúng không nào? Nên chính vì vậy nếu theo hướng dẫn theo cách đấy thì mình nghĩ rằng là sẽ rất là khó các bạn, với bài này thì dễ, nhưng với cái bài khác thì sao, dạng như này thì sẽ không làm được, đúng không? Vậy thì lúc này ta sẽ làm như nào? Rồi bây giờ bấm quay về. Quay về thì các bạn nhìn thấy đối với cái bài này là bài thuận thôi, chứ không là không cần phải tính ngược. Thì lúc này các bạn nhìn này, mình làm này, các bạn theo dõi mình làm nhé. Lúc này cái a này mình gán nó là cái biến y nào đó, các bạn để ý nhé, a này mình gán là cái biến y nào đó cho nhanh, vì ở đây con đáp án này rồi. Đây bây giờ nhập hàm vào đây sẽ là x alpha x này nhân với e mũ x trên 2 alpha e này mũ x trên 2 alpha x chia cho 2. Hết chưa? Hết rồi. Rồi cận nào, cận là từ 0 cho đến a. 0 này thì a ở trong này máy tính nó không hiểu a là cái gì, các bạn nhớ nhé, a nó không hiểu là cái gì cả. Vậy thì lúc này mình sẽ gán cái a này nó là biến y đi, thế nào, alpha y để chứ nào. Rồi thế thì bây giờ chúng ta tính thôi. Bây giờ bấm dấu bằng, đúng không? Bấm dấu bằng. Thế y ở đây nó bằng bao nhiêu mà nó bấm như này? Mình xin lỗi các bạn nhé, hết sức xin lỗi, nhầm nhầm này. Các bạn bấm calculator, cho mình calculator, người ta hỏi x bằng bao nhiêu. Đầu tiên người ta để cho cái x, hỏi cái biến x này bằng bằng bao nhiêu được. Thế thì x ở đây các bạn để bằng bao nhiêu được các bạn nhỉ? X ở đây các bạn cứ cho bừa nó bằng không đi, đúng nào, x cho bừa nó bằng không, không được, không được, các bạn cho x bằng không, không được. Đây vì mình cho x bằng không này, thử xem nhá. Bây giờ đấy mình không biết nghĩ cái này làm như nào. Thì y ở đây nó bằng cái gì? Y tức là nó các giá trị 1, 2, 3, 4 là gì đấy, các bạn nhập từ 1 xem nó bằng bao nhiêu. Không được, đúng nào, sai, được chưa nào. Tiếp tục bây giờ mình lại vẫn gắn x bằng không, kệ nó, gắn x bằng không kệ nhé, kệ nó. Tiếp tục các bạn gắn y, y bằng giá trị b bằng 2 xem sao này, 2 này bằng 4, ok chưa nào. Đấy đúng đáp án này chưa, 4 đấy. A này là đáp án sai nhé, A này là đáp án sai, B khả năng là đúng rồi, đúng nào, chắc chắn là đúng rồi chứ không phải khả năng nữa. Còn bạn nào vẫn lăn tăn thì kiểm tra đáp án C này. Đấy nhá, mình không gắn x bằng 0 nữa, mình gắn x bằng 1 đi xem sao nhé. Gắn x bằng 1 này, gắn x bằng 1 và ứng với y bằng 2, các bạn xem nó đúng nhé. Y bằng 2 này, kết quả này bằng 4, chuẩn chưa? Đấy, như vậy là không phải thử dài dòng như là cách mọi người vẫn đang hướng dẫn, được chưa nào? Thử đáp án C nhé, đáp án C này bằng 3 này, x bằng 1 này, y bằng 3 này, chắc chắn nó không bằng 4, được chưa? Bằng 12, sai, được chưa nào? Thử đáp án D, D bằng 4 này, đấy, sai chưa? Vậy thì đáp án C và đáp án D này cũng là sai, sai, C và D này sai. Vậy thì đáp án B này sẽ là đáp án đúng. Đấy thì đấy là một cái phương pháp của mình nghĩ ra thôi. Bạn nào mà thấy hay thì bạn làm theo cái cách này nhé. Với những cái dạng bài như này mình cứ làm như thế. Mình những cái biến a ở đây này nó không có thì các bạn cứ gán bằng một cái biến y nào đó, được chưa? Y nào đó là các bạn làm thôi. Rồi đấy là xong cái ví dụ thứ hai. Bây giờ mình chuyển sang cái ví dụ thứ ba. Chuyển sang ví dụ thứ ba xem có cái gì hay hay ho không. Nếu các bạn cảm thấy video mà hay và hữu ích cho các bạn thì nhờ các bạn like cho mình, hoặc nếu không hay thì các bạn dislike cho mình. Có gì thắc mắc thì các bạn comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời và hướng dẫn các bạn một cách chi tiết nhất, đầy đủ nhất. Nếu mình không hướng dẫn được các bạn, trình độ mình vẫn còn yếu chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ có rất là nhiều bạn sẽ comment lại và hướng dẫn cho bạn làm cái bài đấy như vậy. Để chúng ta sao cho chúng ta tạo ra cái môi trường, một cái kênh học tập cùng giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập, đúng như cái tiêu chí của kênh của mình, đấy là cùng học và cùng phát triển. Xét cái ví dụ thứ ba cũng trích trong cái đề thi của Đại học Quốc gia Hà Nội, mình lấy rất là nhiều trong cái này. Kết quả của đề này, kết quả của tích phân này là đây, đáp án đây,
Đấy thì thực ra là vẫn làm như cũ thôi, đúng nào, vẫn làm như cũ thôi. Tuy nhiên là cái này là x mũ 3 nhé, chứ không phải căn bậc 3. Đây là x mũ 3. Đấy. Cái này để đỡ nhầm. Đây là x mũ 3. Thì đối với những các bạn nào mà làm tự luận trước, các bạn đang học ấy, thì cái bài này giải như nào mình hướng dẫn luôn. Thì cái x mũ 3 ở đây thì các bạn chỉ cần biến đổi một chút thành là x nhân với x bình thôi. X nhân x bình, sau đó các bạn là một là các bạn vi phân trực tiếp luôn. Không, các bạn đổi biến. Các bạn đổi biến, các bạn đặt cả cái căn x bình cộng 1 bằng t này là nó cuối cùng nó sẽ ra, đúng không? Tuy nhiên là đây là cái trong video này là hướng dẫn sử dụng máy tính để giải, thì các bạn sử dụng máy tính thôi. Bấm tích phân nào, nhập hàm vào nào, x mũ 3 alpha x mũ 3 nhân với căn căn gì nhỉ, căn của x bình phương cộng 1 alpha x bình phương này cộng với 1. Hết chưa? Hết rồi. Thì nhập cận vào 0 căn 3, đúng không nào? 0 này căn 3, căn 3 thì bằng 1,7732 đấy, hoặc nếu không các bạn cứ nhập bừa nó bằng bằng căn 3 này vào này. Được chưa nào? Các bạn xem kết quả nó bằng bao nhiêu. Đấy, kết quả bằng 58 phần 15. Ô. Thế này kết quả ở đây là sai đâu rồi? Xem có đúng ấy không nhé. Kết quả tích phân này là 58 phần 15. Mà kia nữa là 58 phần 11. Đây là của căn 3 hay là bằng 3? Mình thử bằng 3 xem nhé. Cái này chắc khả năng là mình chọn là sai rồi, chấp nhầm rồi. X mũ 3 nhân với căn bậc 2 của x bình cộng 1 bằng lẻ lắm. Lẻ lắm. Đây khả năng của nó là căn 3 là đúng rồi. Căn 3. Căn 3. X mũ 3 này. X mũ 3 nhân căn bậc 2 của x bình dx này. Kết quả này bằng 58 phần 15. Khả năng cao ở chỗ này là sai các bạn này. Khả năng ở đây mình chép sai. Đấy nhá, mình xin lỗi, mình sửa đề một chút, sửa đáp án một chút. Đây. Đấy các bạn bấm cái ra ngay kết quả là đáp án A luôn, đúng không? Chẳng có gì là phức tạp cả. Xin lỗi các bạn ở cái chỗ ví dụ 3 nhé, bởi vì nó cũng vội mà chuẩn bị cái bài này nó cũng không được kỹ lưỡng cho lắm. Mình thấy có nhiều bạn yêu cầu quá, làm bốt lên luôn cho các bạn. Sẽ còn những cái video nữa về cái phần nguyên hàm và tích phân, xuất hiện những cái bài, những cái dạng bài nào đấy nó phức tạp, nó khó khăn hơn mà mình vừa biết cách làm, mình sẽ post video lên và mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ví dụ thứ tư là trích, cũng trích trích xong trong cái đề thi Đại học Quốc gia Hà Nội của bộ đề nhé. Bây giờ người ta bảo kết quả của tích phân này là cái gì đấy, các bạn nhìn thấy không, chữ là mình soạn này luôn, để sau đó là bạn nào cần file thì mình gửi cho luôn để các bạn làm. Thì các bạn nhập tích phân lên thôi, đúng không? Tuy nhiên các bạn nhìn thấy ở đây này, ở đây này đang tính theo đơn vị là gì, radian, đúng không? Bởi vì mình nhìn thấy có pi trên 2, tích phân từ cận từ 0 đến pi trên 2 của x cốt mũ 3 x trừ 1 nhân với cốt bình x dx là, thấy chưa? Thực ra đối với cái bài này nếu các bạn làm tay thì nó cũng dễ, không có gì khó cả, rất là dễ. Cái này theo như mình thì có thể nhân tung ra, nhân tung ra đúng không, nhân tung ra, hoặc không cần nhân tung ra, các bạn biến đổi cái cũng vẫn phải nhân tung ra, nhân tung ra xong biến đổi cái cốt bình này bằng một trừ sin bình này, thì nó sẽ ra, không có gì khó cả. Ok, nhưng thôi ta làm bằng máy tính, tội gì, đi nhập hàm vào thôi. Cái này là nó cho cận là đến 0 đến pi trên 2, pi trên 2. Thực ra mình nói cũng chán chán nói rồi các bạn ạ, khô hết cả miệng rồi. Pi trên 2, không pi 2 rồi, pi nhập hàm. Ồ, sao thế? Sao thế? Không nhập được. Nhảy luôn ra đây không nhập được. Thôi, thế này bấm cái mới cho nhanh. Cái gì đây? Mình xin lỗi nhá, mình xin lỗi, nhầm tí. Chuyển sang hệ radian nữa. Shift mode. Đây, 4. Radian.
Được chưa nào? Bây giờ bấm này. Bây giờ là đây là gì đây? Bảo ngoặc này, kia cốt mũi 3 thì bắt buộc phải một cái ngoặc nữa rồi. Cốt này, alpha x. Đóng ngoặc này, đóng ngoặc tiếp điểm mũ 3. Mũ 3 lên. Và ở đây trừ đi 1. Được chưa nào? Ô, mình đang nhầm chỗ này rồi đấy. Đây không phải mũ 3 đâu. Không phải mũ 3 ở đây đâu, mà mũ 3 ở trong này. 3 trừ đi 1 nhân, ở đây lại còn nhân với gì, nhân với cốt bình x, mở ngoặc cốt bình x, cốt này alpha x làm bắt đầu linh tinh và liên thiên rồi đấy các bạn ạ. Tất cả bình phương đúng không? Ok, như nào, cận này, cận từ 0 cho đến pi nhân 2, pi trên 2 thì là ship pi chia cho 2. Sao rồi, kết quả bằng bao nhiêu? Ồ, lỗi, không làm được. Vậy thì khả năng là mình nhập sai sai ở đây rồi. Mình nhập sai ở đây rồi bởi vì nó cho cái nguyên hàm chỉ có một cái dấu ngoặc đơn thôi. Vậy thì bây giờ mình đang nhập thiếu thì các bạn sửa cho mình một chút nhé. Sửa cho mình một chút. Xem nào. Đây, cái này đóng ngoặc của cái thằng cốt rồi. Đóng ngoặc của cốt rồi, bây giờ nhân với thằng cốt bình x. Thì nhân này. Cốt bình x. Cốt alpha x. Đóng ngoặc. Đóng ngoặc, bây giờ bình phương lên. Xem nào có kết quả không. Đấy, ra kết quả là như này rồi. Thì chợ âm 0,25. Thì các bạn lại lưu lại thôi. FPO lưu ở bên A. Để chưa? Xong. Từ bên A thì bây giờ các bạn lấy gì? A trừ lần lượt các kết quả này thôi. Lấy A trừ lần lượt các kết quả này. Thì bây giờ mình gọi A ra. Alpha A này. Trừ đi kết quả kia nó là gì? 11 phần 2. 11 phần 2. Cộng với pi trên 3. Cộng với pi trên 3 cơ. Shift này. Pi này. Chia cho 3. Có ngoặc đúng không nào? Ok, còn cái gì nữa không? Bằng. Sai đúng không nào? Hiệu này nó phải xuất gì bằng không mới đúng. Ôi giời ơi, điểm 1 phần 2 cộng pin 4. Ở đây mình thử đáp án C trước nhé, bởi vì nó có pin 3 mình đỡ phải sửa. 11 phần 2 trừ pin 3. Trừ pin 3. Ok, thế nào? Bằng. Loại đúng không? Đáp án A sai, đáp án C cũng sai. C cũng sai, đánh đi. Rồi, bây giờ thử đáp án B nhá. B là 1 phần 2 cộng pin 4. Cái chỗ này là phải là 4 này. Cộng này. Chỗ này là 1 phần 2 thôi. Xóa là đi. Cộng pin 4 kết quả nào? Bằng. Loại đúng không? Đáp án B lại sai. Vậy thì khả năng đáp án D là đúng rồi. Thử nhá, xem đúng nào. 8 phần 15 trừ đi pin 4. Trừ đi pin 4. Dưới này là 15 này. Trên này là 8. Thế chứ nào kết quả bằng 0, chuẩn chưa? Vậy đáp án D ở đây sẽ là đáp án đáp án đúng. Mừng quá, rơi cả nước mắt. Ok chưa nào? Tiếp tục xét sang cái ví dụ thứ 5. Cũng trích trong cái ngân hàng của đề thi đọc của Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả của tích phân này là, trời ơi, làm tương tự thôi các bạn ạ. Thôi, đã làm đến cho các bạn đến đây rồi thì chót thì cho chết thôi. Đây, x trừ 2 này, bằng ngoặc này. Alpha x trừ đi 2, đóng ngoặc. Nhân với ln của x à? À, lúc nãy là mình làm thiếu ngoặc, nó báo lỗi như thế, đúng không? Nhân với ln của 2. Đóng ngoặc này. Hết chưa? Cận từ 1 đến pi 2. Cận từ 1 này đến pi 2. Shift pi chia cho 2. Xong rồi, thì kết quả bao nhiêu? Bằng. Đấy, âm không phải này, đã lưu thôi, shift STO A. Đấy. Xong bây giờ các bạn gọi biến A ra. Được chưa? Gọi biến A ra xong bạn trừ đến kết quả này thôi. Mở ngoặc này, trừ 2 lên biểu của 2. Trừ này,
2 nhân với ln của 2 đóng ngoặc này cộng với 5 phần 4 nữa cơ à, cộng với 5 phần 4 được chưa nào, đóng ngoặc nào, xem kết quả lại bằng 0 không đi. Ui trời ơi, không bằng 0, đau thế. Loại, ok chưa nào. Tiếp tục đáp án B xem có liền gì liên quan này không? À liên quan, 2 liên quan với 2 đây đúng không? Thì ở đây cộng trừ cộng trừ cộng trừ cộng trừ cộng trừ. Đây. Ở đây cộng với 5 phần 4. Đằng kia là 2 liên quan với 2 mà không có trừ. Ok chưa nào, kết quả là bằng. Cũng loại đúng không? Đáp án B là loại. Tiếp tục đáp án C sao? 2 liên quan với 2 giữ nguyên trừ 5 phần 4. Cái này trừ đi. Trừ đi 5 phần 4. Cái này đúng chưa? Đúng rồi. Xem kết quả nào. Bằng. Loại tiếp đúng không? Vậy khả năng cao đáp án D rồi. Bởi vì mình số đen. Ba đáp án này đều sai. Đáp án D này khả năng đáp án đúng. Thế vậy bây giờ thử xem đúng không? Đằng trước này còn có dấu trừ nữa. Đây. Bấm dấu trừ này cho đẹp. Được chưa nào? Kết quả bằng. Ô. Ô. Bạn thấy là có cái điều gì vô lý ở đây không? Trừ 2 lê peo của 2 này, trừ đi 5 phần 4. D này cũng không phải là đáp án đúng đâu các bạn ạ. Thôi, bây giờ có khi đến đây các bạn làm mình cũng chẳng buồn kiểm tra nữa đâu. Mình chẳng buồn kiểm tra nữa đâu. Không cái này không thì cái này làm theo tích phân từng phần thôi. Làm theo tích phân từng phần. Thôi chốt nhá. Chốt điểm mình làm theo tích phân từng phần, các bạn thử làm thử xem có kết quả bao nhiêu nhá. Cũng chán lắm rồi. New equation này. Đây, các bạn chịu khó theo dõi một tí bởi vì muộn đều đến 12 giờ rồi. Muộn này rồi thì thôi làm thôi. Tích phân từng phần thì bây giờ mình thấy ở đây tại sao mình bảo là tích phân từng phần? Bởi vì ở đây có thấy có dạng hai hàm, đúng là mình tích phân từng phần đó. Thử xem nó đúng không? Bởi vì có thể mình chép trong quá trình mình chép là đáp án sai. Thì tránh tình trạng sai thì mình chỉnh luôn cho các bạn luôn. Bây giờ đặt điểm mình đặt là u bằng là cái gì được nhỉ, là n của x đúng không, bởi vì là không có nguyên hàm của ln, vậy thì bây giờ mình suy ra du sẽ bằng là 1 chia cho x dx, 1 chia cho x nhân dx, ok chưa nào. Tiếp tục dv thì nó bằng là x trừ 2, x trừ đi 2 x trừ 2 dx. Vậy thì bây giờ mình suy ra được điều gì? Suy ra v sẽ phải bằng là chà, phức tạp phết nhỉ. Ở đây sẽ là x bình trên 2 là phải bấm thôi. Alpha. Đấy nhá, nhớ này. X này. Mũ 2 chia cho 2 trừ đi 2x, được chưa? V sẽ phải bằng như này. Vậy thì lúc này tích phân của nó sẽ bằng gì? Đây. Coi như cái tích phân này bằng y nhá. Coi như tích phân này bằng y. Y sẽ phải bằng là u nhân v này, sẽ bằng là đây, cóp cái thằng này vào. U nhân v thì thích thì nhân với u này. Thích thì nhân với u này. Đấy. Ồ, làm sao viết được cận ở đây bây giờ nhỉ? Xem nào, có cái cách nào để ghi cận đây không? Chả biết cái dấu để viết cận ở đâu nữa. À đây, tạm thời bây giờ mình cứ làm như này các bạn nhé. Tạm thời mình làm như này. Ồ, không bấm được. Đây, tạm thời mình viết như này. Đây, tạm thời mình viết như này, cận từ 1 cho đến pin 2, 1 này, pin trên 2. Chán quá là chán. Thực ra làm sai cho các bạn mình cũng cảm thấy áy náy lắm. Nhưng là thôi, tốt nhất là làm này, u nhân v này, trừ đi tích phân, dấu tích phân đâu đây, của VDU. V thì cái này đúng không?
đóng bằng ngoặc đi, đóng bằng ngoặc nhân với du tức là nhân với 1 trên x dx. Đấy, cận là từ 1 đến pin 2. Crop cho nó nhanh. Ok. C này. Ok chưa nào? Bằng. Bằng này, thay vào thôi. Giờ chán thế nhỉ. Đây sẽ là bằng pi bình trên 4 này. Pi bình trên 4 lại chia cho 2 tức là bằng pi bình trên 8. Ship ngoặc ngoặc này, đúng không? Chỗ này là xem đúng nhé. Pi bình trên 4. Pi bình 4 chia 2 thì đây sẽ là bằng pi bình trên 8. Ghê thế cơ. Nản ở đấy các bạn ạ. Rất nản ở đấy. Pi bình trên 8. Ồ. Trên 8. Trừ đi 2x tức là trừ đi 2 này. 2 nhân pi 2 thì lúc này chỉ còn là pi thôi. Pi làm cái ngoặc là cái ngoặc này đi. Thì đã thay thay cận trên rồi, vào đây rồi. Xong lại còn nhân với ln của pi 2 nữa. Ln của pi 2. Đấy, xong lại trừ đi cận dưới. Trừ cận dưới thì ln của 1 bằng 0 rồi. Ok thế nào? Đấy. Rồi, bây giờ trừ đi cái thằng này. Trừ đi tích phân này. Tích phân này bây giờ nhân phá ngoặc ra thôi. Nào, có cái dấu tích phân này cho đỡ phải. Ô. Xem này. Trừ đi tích phân này. Tích phân này thì bây giờ mình nhân phá ngoặc ra luôn nhé. Nhưng phóng hoặc luôn thì chỗ này sẽ còn là ôi trời chẳng chưa không xóa được rồi cái chỗ này nhân phóng hoặc ra luôn thì ở đây thành là x bình chia x ở đây sẽ là còn x trên 2 thôi đúng không nào, chỗ này là x chia cho 2 x chia cho 2 và chỗ này phá ngoặc ra tiếp thì ở đây chỉ còn là trừ đi, trừ đi 2. Trừ đi 2 bấm loạn xin lỗi cả lên. Được chưa nào? Bằng. Xuống dòng đi, bằng. Cái này giữ nguyên. Cái này giữ nguyên này. Thì trừ thằng này. Trừ đi thì cái này mình cũng lại mở ngoặc tiếp. Mở ngoặc này. Đóng ngoặc. Thì cái chỗ này nó là trừ 1 phần 2 thì nguyên hàm của x thì là x bình trên 2 nữa thì thành trừ 1 phần 4 đúng không nào, trừ 1 phần 4 thì đây sẽ là x mũ 2, x mũ 2 chia cho 4 phải không nhỉ, mà xem là mình ấy lại thế nào, đúng rồi x mũ 2 1 phần 2 ra ngoài thì lại còn 1 phần 2 nữa là 1 phần 4 đúng rồi, x bình. Rồi, bây giờ lại còn trừ đi thằng này, trừ 2x, 2x, đau đầu thế nhỉ. Đau đầu quá. Đây, đọc cái chỗ này lại phải cận tiếp. Cận tiếp. Quên, tại sao mình không có cái này cho nó nhanh nhỉ. Đây. Đọc cái này lại cận này. Đau không? Được chưa? Bằng. Bằng cái thằng này giữ nguyên. Thằng này thì giữ nguyên. Thế thì làm sao cái đáp án kia nó là đáp án đúng được nhỉ? Mình làm cũng liệu có sai đâu không? Tiếp theo của pi trên 2. Mình có làm sai đâu không nhỉ? Trừ 5 phần 4. Cái này khả năng là đáp án sai rồi, đáp án sai hoàn toàn rồi. Thế nhưng mình cứ trừ kết quả, nhưng mà cũng không biết là mình làm đấy có sai cái gì không.
Đây. X bình trên 4 tức là đây sẽ là bằng pi bình trên 4, xong lại trên 4 nữa thì thành là pi bình trên 16. Pi bình trên 16. Pi bình trên 16. Ok chưa nào? Trừ đi 2x. Trừ 2 pi 2 tức là trừ đi pi thôi. Đấy. Thằng này nó phải đóng ngoặc vào. Làm ra giấy là nhanh làm thế này. Mất thời gian quá. Trừ đi cận dưới thay 1 vào tức là 1 phần 4 trừ đi 2. Đóng ngoặc này. 1 phần 4. 1 chia cho 4 trừ đi 2. Ồ, đúng rồi. Trời ơi. Thôi, các bạn tự làm cho mình nhé. Các bạn tự làm cho mình. Mình sẽ kiểm tra lại xem cái bài này nó như nào. Mình sẽ kiểm tra lại cái bài này như nào. Chứ mình làm ở đây mình thấy rằng là không biết có lỗi sai ở đâu không, nhưng mà không biết có lỗi sai ở đâu không, nhưng mà mình thấy kết quả như này nó sẽ không ở trùng được so ở đây đâu. Không thể trùng được. Đấy. Thì mình sẽ làm và mình sẽ up cái đáp án lên ở dưới nhé, mình sẽ comment ở dưới. Thì các bạn để ý thế cho mình. Thông cảm cho mình bởi vì bây giờ muộn rồi, cũng chẳng muốn làm nữa. Sắp 12 giờ đêm mới đến nơi rồi. Hôm nào cũng muộn muộn như này. Hướng dẫn này xong sau đó lại còn phải xuất video xong lại chỉnh sửa nữa, nó cũng mất được nhiều thời gian lắm. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Rồi, thôi bây giờ mình xin phép mình được dừng video ở đây. Mình chúc các bạn sức khỏe và học tốt. Các bạn like và dislike nếu các bạn thấy hay hoặc là video không ra cái gì cả. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ cho mình và nhận những video mới nhất. Ở trong trong quá trình xem mà các bạn thấy có quảng cáo thì các bạn nhờ các bạn click quảng cáo cho mình, bấm cái ủng hộ cho mình. Rồi mình sẽ dừng ở đây. Chúc các bạn học tốt và chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt các bạn.